Tại vì bây giờ là không có anh nha Sử đây thì tiện thể là anh hỏi về Hải thì cái bạn gái mà hôm nọ là hay ra đây thì liệu liệu là có với anh Sử đang yêu nhau không hay là như thế nào không? Thưa xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử của bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì cũng được các bác giúp đỡ là hai anh em là có một cái ngôi nhà mà phải nói là ngôi nhà này thì là ngôi nhà đẹp nhất bản luôn các bác. Và sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà đấy thì các bác và yêu quý gửi cho hai anh em những cái phần quà thì cháu Lực vẫn tiếp tục lên là để mà gửi cho các em, và thỉnh thoảng thì lâu lâu là lên xem các em và ghi hình lại cái cuộc sống hàng ngày của các em sau khi mà được các bác mạnh thường quân giúp đỡ thì sẽ làm gì và sẽ như thế nào các bác. Trong cái thời gian vừa rồi thì em Hải thì cũng đã nghỉ hè rồi các bác ạ. Bây giờ thì ở nhà là phụ anh Sử là chăn trâu này, đi ra ngoài ruộng là làm ruộng làm nương mọi cái nữa. À, trước kia thì là chỗ này là phải nói là một cái quả đồi mà trồng là nguyên cái củ rong được các bác ạ. Đấy, nhưng mà sau khi mà được các bác giúp đỡ thì làm nhà, các bác giúp đỡ thì hiện tại thì ở chính cái chỗ mà cái vườn gọi là cái đồi mà rong này của bác này thì hiện tại là bây giờ cũng có ngôi nhà để mà ở rồi. Tầm mùa này mà lên trên bản mèo của bác và lên trên bản mông của bác thì có rất là nhiều những cái loại quả luôn, đằng nào là có những quả đào này, quả lê này, thậm chí là quả mận, và đặc biệt là có cái quả dưa chuột này rất là nhiều của bác, dưa mèo ấy. Em Sử thì hôm nọ là cũng trồng ở đây là một búi này của bác này. Ở đây kia thì cháu Đức nhìn thấy là có hai ba quả rất là to. Và cũng lên xem là lợn của các em là có bị như thế nào không. Có lẽ là Sử với Hải thì không có ai ở nhà rồi. Hải ơi, Hải ơi, Hải, Hải ơi. Sử thì không biết là đi đâu vừa mua thêm con gà trống sao các bác ạ, để mà buộc ở trong kia kìa. Có lẽ là sợ nó đi đâu xong thành ra là buộc ở đấy. Thấy là xe máy cũng không có ở nhà, chắc là không không có ở rồi. Ngó qua cái chuồng lợn của hai anh em Hải Sử một chút, xem là lợn có bị ui. Với con lợn mà hôm nọ mua lên có 20 cân đúng không bác? Bây giờ ít nhất là phải đựng đâu đó là chắc là gần 30 cân đấy. Chuồng mọi cái thì cháu Lực cũng bảo các em là thỉnh thoảng là xách nước để mà dội cho nó sạch sẽ một chút. Mấy ngày hôm nay thì mưa khá là lớn của bác ạ. Mưa khá là nhiều. Vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy ông đang đắp bờ ruộng ở dưới kia các bác. Ôi, có vẻ là sắp hết rồi, còn vài thửa nữa là cũng đắp hết rồi. Cháu Lực đi xuống dưới xem là ông đã bờ ruộng như thế nào á. Cũng có thể là em Hải là đang ở dưới nhà bên dưới này này cô bác này, nhà cũ. Sử thì không thấy xe máy ở nhà rồi, không không biết là em Sử là đi đâu. Bây giờ gặp em Hải thì hỏi Hải thì mới biết được. Thật rằng là em ấy đi ra ruộng làm, ruộng ở phía kia có một cánh ruộng thì cũng có đường xe máy để đi vào.
trâu mọi cái thì vẫn thấy ở nhà, chắc là đi đâu lấy củi hay là lấy cỏ mà. Ôi, giờ thấy cáo mình làm gì đấy Hải? Em xem điện thoại đấy. Điện thoại đấy à? Ừ. Hóa ra là Hải là nằm ở trên này đấy các bác này. Sắc nào rồi Zeno? Tại ông thì năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi các bác, gần hơn 80 tuổi rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì ông vẫn còn rất là khỏe, là vẫn còn làm được những công việc mà đồng áng như này. Đây ở đây thì không phải là một mình ông làm cả, mà hầu như là đa số là ở trên vùng cao ấy thì ai ai cũng đều làm cả các bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì có gia đình thì có con có cháu lớn rồi thì sẽ bất lại đấy, nhưng mà vẫn gọi là vẫn đi ra ngoài hộ. Thế còn ông này thì hiện tại là cái phần đất ở chỗ này của bác này, đất từ trên này lên ở gần nhà, ở gần gần khu nhà này thì là sẽ là của ông. Thì bây giờ để mà em xử với em Hải hộ đấy các bác, chỉ có là em xử là hộ được nhiều thôi thì cũng phải đâu đó là xử là làm hết cái phần ruộng nhà mình đã rồi thì mới ra hộ được. Sao cái đầm na nó dên hổ? Chán nghe. Hỏi ông bảo là sắp được cấy chưa thì ông bảo là vẫn còn mạ là vẫn còn thấp quá cho nên là không cấy được. Cuộc sống về bà con ở trên vùng cao thì hầu như là đến cái mùa làm nương hay là mùa làm ruộng thì sẽ vất vả hơn các bác ạ. Cứ quanh năm ngày tháng là cũng chỉ biết là công việc là làm ruộng với làm ruộng thôi. Những lúc mà không làm ruộng thì là đi lên rừng kiếm mật ong, kiếm củi về để mà đem đi bán. Trên này hôm nay lạnh à Hải? Mà áo khoác rồi. Sáng nay là mưa à? Vừa rồi Hải chào anh còn giật cả mình luôn đấy. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế là vừa rồi vừa ra đây hay là lâu lâu rồi? Vừa ra một tí rồi ạ. Vừa ra một tí à? Vâng. Anh Sử thấy là không có xe ở nhà, không biết là anh Sử đi đâu rồi? Vâng, lâu rồi mà em xuống thì không biết đi đâu rồi. Không biết là đi đâu rồi à? Vâng. Có nhà của Hải thì làm xong ruộng hết chưa? Xong rồi anh chưa cấy đâu ạ. À, làm xong hết rồi chưa cấy đúng không? Vâng, dưới kia chưa có nước, còn dưới kia nữa, chưa bừa. À, dưới kia thì là chưa có nước ở cái chỗ hôm nọ mà hai anh em cấy đúng không? Vâng. Bây giờ phải đợi hết khu ở trên này làm xong thì dưới kia mới có nước nhỉ? Vâng. Mày còn hai anh em thì cũng có điện thoại của bác ạ. Sử không cầm điện thoại đi à? Anh Sử không cầm đâu. Những lúc mà không có làm gì đấy thì là em cũng thỉnh thoảng là ra bên chuồng trâu để mà ngồi nghỉ điện thoại một chút. Ở trên kia thì có chỗ kia có mạng mà sao không ngồi ở nhà? Chỗ kia mạng hết thì em lấy em mượn điện thoại nhà chú về phát mạng. Tức là mạng điện thoại hết rồi à? Vâng. Hết lâu chưa? Vừa hết hôm qua thôi. Vừa hết hôm qua à? Vâng. Thế là bảo anh Sử là nạp vào nhá, anh Sử có anh Sử cầm tiền mà. Vâng. Thế nạp vào nhưng mà chỉ nghịch thỉnh thoảng là nghịch thôi nhá. Vâng. Đừng có nghịch là nhiều quá nhá. Vâng. Rồi. Hãy đi về đi. Ông thì có lẽ là làm nốt một hai thưởng nữa thì ông cũng về là ngồi về là nghỉ các bác ạ. Bây giờ thì đang là tầm giờ trưa rồi. Thế Hải thì đã ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. À thế là con là chú ở trên này à? Vâng ạ. À thế là xuống thế này là để lấy cỏ trâu à? Vâng. Vừa xem trâu luôn à? Vâng. Thế bây giờ thì các em cũng ở trên này đấy thì là chỗ nào người ta cũng cày hết lên rồi. Thì ra là không có chỗ nào để đi chăn nữa. Thì bắt buộc là các em là phải đi vào rừng này, xong là đi
đi lấy củi, à, đi lấy cỏ về. Cỏ voi thì các em vẫn trồng thôi, nhưng mà trong lúc nào mà rảnh ấy, thì là sẽ đi lên rừng để mà tìm những cỏ dại này. Còn những lúc mà bận đấy các bác thì các em sẽ cắt cái cỏ voi để mà cho. Bây giờ nóng rồi, tí chuẩn bị bỏ áo là được rồi. Vâng. Buổi sáng thì có vẻ như là trên chỗ nhà của Sử mưa mưa to, thì ra là rất là lạnh. Thế là hai em đã ăn cơm xong hết rồi đúng không? Vâng. Thế là chỗ nào cũng trồng quả dưa chuột rồi nhỉ? Vâng. Thế là chỗ nào cũng có một hai húng. Hay là anh Sử để xe ở lên trên nhà hàng xóm bên kia ấy? Anh biết rồi. Còn lúc mà mưa quá đấy các bác, thành ra là Sử không lấy được xe đi xuống nhà. Như các bác cũng nhìn thấy là từ chỗ trên cái đoạn đường lớn của nhà em Sử xuống đấy, thì khi mà mưa lớn thì nó tạo thành một cái khe rất là sâu. Ruộng chú thì gần nhà hết nhỉ? Vâng. Cháu mới ruộng là nhà hai anh em Hải Sử là xa thôi. Vâng. Vừa rồi thì em Sử, em Hải có nói là đi trên xem ngô một chút, thì hai anh em sẽ đi xem ngô luôn. Ồ, nhà chú nuôi đàn lợn đây. Đây là thảo quả của nhà chú trồng à? Vâng. Cái thảo quả này thì nó rất là ưa lạnh các bác ạ. Nó chỉ thích hợp ở những cái chỗ nào mà có nước mát thôi. Thế có nguồn nước ở đây à Hải? Vâng. Nguồn nước này mạnh nhỉ? Vâng. Thế đến mùa thì hay ra đây xem quả dưa chuột này à? Vâng. Ngày chủ nhật thì có mang đi bán không? Không mang đâu. Không mang đi bán á? Vâng. Thế mà nó có nhiều ăn không hết thì không đem đi bán đi để vâng. Để nhiều thế để làm gì? Bây giờ nếu mà cuối tuần mà đi chợ phiên ấy thì gặp cái quả dưa chuột này rất là nhiều quá. Anh thấy một quả, hai quả rồi. Vâng. Đây kìa. Vâng. Đây này. Đây này. Cái quả nào to to cơ nhỉ? À. Nhà Hải là đến tận kia rồi nhỉ? Vâng. Anh hái quả này xem nhé. Vâng. À, đây có một quả to này các bác này. Dưa này là nó có thể là nó to hơn nữa. Này Hải. Này đôi lúc có bị người ta về trộm không? Không đâu. Không ai vào trộm mà.
Hả? Thế là có một quả nữa. Có bé à? Bé bé thôi. Có bé thì thôi, lấy quả to thôi. Quả to là thử ăn thử chưa? Ôi, chỗ này có nhiều quá nhỉ? Vâng. Chỗ này có rất là nhiều cây nó lên này. Chỉ có một quả nữa. Ôi, nhiều đấy. Ôi, bên kia có một quả, thấy quả. Ôi, đây này, những quả này thì chắc là để làm giống rồi nhỉ, quả này. Vâng. Đây này nó chuyển sang màu vàng rồi. Có lẽ là ai cũng biết đây hái sao rồi. Ôi, hải là hái không? Không phải đâu, chắc là anh Sử ạ. Anh Sử á? Vâng, ở đây cũng có một quả này. Vâng. Hái quả này. Hả? Hái quả này á? Vâng. Quả này ăn được chưa? Được. Đây. Những quả nào mà chuyển sang màu vàng thì để làm giống rồi nhờ. Đây có một quả. Quả ấy thôi để làm giống chứ quả này. Vâng. Đi sang bên kia. Cái cây lá ngô này cứa vào người ngứa lắm ấy. Vâng. Thế nắng nóng nóng cái này ấy. Rồi. Thế là lần quay là đến mộ của bà của Hải đấy nhờ. Vâng. Cây ngô này rất là cao bác ạ, cao độ đó tầm độ là 2 mét đấy. Ôi, chỗ này nhiều cỏ quá, lúc nào hai anh em rảnh thì ra phát cho bà đi nhá. Vâng. Đi đi, đi 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 nhà xong ăn. Vâng. Đi nhà xong ăn. Đây có một quả. Hả? Đây có một quả. Đâu? Cái bé. Quả đấy bé thôi nhờ. Vâng. Bây giờ hết ra đất của Hải chưa? Chưa đâu. Đến dưới kia nó chết ạ. Cái quả dưa mèo này nó có treo lủng lẳng lẳng không? Đi về thôi nhỉ? Vâng. Đi về đường nào ấy? Cứ đi đường đấy thôi. Ngoan theo đường này à? Vâng. Rồi ngô bên này thì có vẻ thì tốt hơn này. Đi dưới đi anh ơi. Từ dưới à? Vâng. Đường này. Đi đường dưới này. Anh. Ôi dạ. Hải đã từng đi bán quả dưa đây bao giờ chưa? Chưa đã. Chưa à? Vâng. À, ngôi nhà này thì là hai vợ chồng là đi làm công ty sao các bác ạ? Làm nhà xong là như kiểu là bỏ hoang luôn, hai vợ chồng là đi làm công ty. Không có ai ở luôn. Trong này có khóa cửa không? À, chốt ở trong. Xuống đường này đi nhờ. Rồi. Cái này là không biết là cái xôi màu gì đây các bác này. Cái này thì lá để mà mình nhộn xôi ấy. Ở đây cũng có một cái ngôi nhà mà phải nói là lúc trước mà kè lên là rất là cao các bác ạ. Ở dưới này thì trồng mấy cái bụi tre để ngăn nó sạt lở xuống. Chắc là nhà này cũng đi làm ruộng rồi nhỉ. Vâng. Nước về bé tí đấy. Cái rửa quá đi.
Xong chưa? Dạ. Dạ. Đấy, chuồng lợn là phải rửa sạch sẽ thế nhá. Đấy, lợn này nó có ăn không? Có ạ. Có à? Vâng. Nó không bị làm sao đâu chứ? Không bị đâu. Nó bị làm sao thì bảo anh nhá, để anh bảo sửa đi mua thuốc về. Vâng. Mua thuốc về chứ tránh trường hợp là tránh trường hợp là nó bị nặng hơn đến mua thuốc là không chữa đâu ấy. Vâng. Gà kia bắt ở đâu về ấy? Gà kia gà nhà dưới ạ. À, nhà dưới nhà đấy á? Vâng. Xong bắt lên à? Vâng. Này để ngăn con gì không vào ấy. Vâng. Có con vịt à? Đây à. Con ngan biết con về. Không phải con ngan biết vào nhà đấy nhở? Ở nhà các em thì cũng thiết kế là gọi là ở bên ngoài cũng có chỗ phòng thủ và bên trong có chỗ phòng thủ rất là nhiều và rất là nhiều cửa luôn. À, thì ở nhà thì mở cửa cho nó thoáng như này này nhá. Vâng. À, nhà này thì mới thoáng nhà được. Sự là vẫn chưa về nhà. Vâng. Thầy Hải thay quần áo xong mà ở nhà lau dọn nhà đi. Vâng. Thế lau bàn này nữa này, bàn để toàn là thuốc này. Tủ lạnh nếu nọ là bật số bao nhiêu ấy? À, không biết đó. Bật số thấp nhất đi để cho nó điện nó đi yếu yếu là được nhé. Vâng. Trong này không có để gì ấy. Được rồi. Từ số 1 đến số 5 thì chỉ cần để từ số 1 đến số 2 là được rồi. À, dọn dẹp nhà cửa luôn à? Vâng. Chỗ đấy hỏng hết rồi. Vâng. Ông ấy rồi bảo anh Sử là mua thêm cái mới. Hôm nay lên thì không có gặp Sử của bác ạ. Hôm nay ấy. Vừa rồi thì có ở lại là ngồi với Hải khá là lâu rồi nhưng mà chưa thấy Sử đâu cả. Sử thì không cầm điện thoại đi, thành ra là không thể mà liên lạc được với em Sử cả. Ngô này là té bằng ngô hay té bằng máy đấy Hải? Té bằng tay thôi ạ. Té bằng tay à? Vâng. Máy đi hôm nọ là khi mà mua về các bác cháu lực cũng đã thử rồi, em Hải em sửa cũng đã thử rồi không có bị làm sao cả. À, nhưng mà đến lúc nào mà mấy nữa các em thu hoạch ngô về là các em mới té luôn một lần. Bảo khách nếu mà về nhà hút thuốc lá ấy, thì bảo là người ta để cẩn thận nữa nhá. Vâng. Đừng có để như thế là nó bẩn nhà mình lắm, em phải dọn liên tục đấy, cho như thế ấy. Vâng. Bao đạm này thì hết rồi à? Sẽ hết. Bỏ là bao đạm này để cho vào ruộng nhỉ? Vâng. Cho vào mạ của bác, vào mạ nhỏ nhỏ ấy.
Con gà này thì mới mới lấy về ở hải gà này. Vâng. Thành ra là mới phải dùng buộc chân như này, chứ không buộc chân là tí nó lại chạy đi mất. Thế mấy con kia thì có ở không? Có. Mấy con kia là ở à? Vâng. Đấy anh xem nào. Cho ở chuồng luôn này à? Không, không ở chuồng đâu ạ. Thế là đóng cửa chuồng rồi. Chắc là cho vào chuồng ha, cháu Đức thử ra xem nào. Ui. Giờ mặt này có bác này, gà sau một thời gian không biết là các bác bây giờ đang nhìn thấy không, nhưng mà hơi nhìn khó một chút các bác ạ. Con nào con đấy cũng đổ tầm đâu đó là hơn một cân đúng không bác? Lớn nó rất là nhanh, gà thì nó ăn ngô, ăn ngô thành ra là nó lớn rất là nhanh. Nhà của các em thì có ngô khá là nhiều. Khi mà ai vào nhà thì bảo người ta lâu qua lấy chân lâu qua cái thảm này nhá. Vâng. Để mà nó để mà chân để mà khi mà đi vào nhà thì nó mới không có bẩn. Sau này mình chỉ cần giặt thảm thôi là sạch rồi. Vâng. Chứ không là một ngày là em mà không biết là dọn bao nhiêu lần mới. Nên là hai anh em là mỗi người ngủ một phòng à? Vâng. Ông thì có hay lên trên ra đây ngủ với Hải không? Không đâu. Không à? Vâng. Nọ thì ông nào lúc nào ông say rượu thì ông mới lên đây ngủ đâu các bác ạ. À, nhà là khi mà đi vào là mình đi chân nó phải mịn màng như này, chứ bây giờ vâng, trong có cát cái là mình đi cái là nó bật bật rất là nhanh. Mấy hôm nay Hải có đi còn đi bắt con bọ xít kia không? Bây giờ trời mưa thì không đi đâu ạ. Trời mưa là không đi là không có à? Vâng. Đấy Hải nhìn xem này này, trong cái trong này trong nhà có nhiều rác chưa? Vâng. Gà này thì hôm nọ là có phải là cùng lứa với này đâu Hải, đổi lại hay là như nào ấy? Đổi lại thôi. Đổi lại của ông à? Mấy con to hơn à? Vâng. Một con đổi hay là hai con đổi? Một con thôi. Một con đổi một con á? Vâng. Con gà này thì chắc là em xử là đổi về để mà làm gà giống của bác ạ, gà này ấy. Mấy cô đang định bảo là làm lại cái phần sân này các bác này đấy, nhưng mà bây giờ công việc của nhà các em, nhà của Sử với Hải ấy, thì đang làm ruộng nương cô bác là chưa có thời gian, cho nên là cháu Lực để bao giờ mà các em làm xong hết ruộng nương thì sẽ làm cái này sau. Vậy hôm nọ thì cái khoản là của bà là còn của bà Phạm là còn dư là hơn 1 triệu, là hơn 700.000, 700 bao nhiêu đấy. Giày dép bây giờ để chỗ này không bị ướt rồi nhỉ? Vâng. Này hôm nọ là anh cũng quên là không bảo thợ là người ta hàn ở trên này này, hàn ở đây này, xong rồi lấy chổi treo ở đây. Vâng. Hôm nào lên thì anh lấy cái vít lên là bắn sâu vậy, vít là bắn ở những cái chỗ này để mà treo treo chổi treo mọi cái.
Thằng kia cái chân tắm kia. Đấy, tắm quét xong là phải dùng cái này. Nhà thì lâu thì tầm độ là 2-3 ngày lau qua một lần, hay là nếu mà chịu khó thì một ngày lau qua một lần thì cũng chả sao cả. Ta bảo là nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm thôi. Anh sửa đi đi độ tầm mấy giờ thì về không? Không biết. Có bao giờ quy định không? Có. Có à? Vâng. Thường thường là anh sửa từ mấy giờ thì về? Tầm 1-2 giờ về rồi ạ. 1-2 giờ chiều à? Vâng. Đấy thì bây giờ là không có anh nhà sửa đây, thì tiện thể là anh nhà hỏi về Hải thì cái bạn gái mà hôm nọ là hay ra đây thì liệu liệu là có với anh sực đang yêu nhau không hay là như thế nào không? Em không biết đâu ạ. Không biết à? Vâng. Nhưng mà thường là sử cũng hay đi trả công với lại lấy công của bạn đấy à? Vâng. Bạn đấy là tên, chị đấy tên là gì? Kiết ạ. Tên là Kiết à? Vâng. Sử thì năm nay cũng được là tính ra là tuổi là được 18 rồi, còn tuổi mụ thì là được 19 của bác. Sang năm sau thì có thể là em ấy có để đủ tuổi để mà kết hôn cũng được đấy, nhưng mà Trần Lực cũng khuyên em Sử rằng là nếu mà tìm hiểu còn ai đó thì phải tìm hiểu thật kỹ để sau này không dẫn đến chuyện là không dẫn đến chuyện lại gặp trường hợp như các em ở nhà mà không có cơm có gạo như này, lại bỏ đi lấy chồng mới thì sau này lại khổ cho hai anh em Hải Sử. Đấy thì như Hải cũng thế nhá. Vâng. Như lúc thì có thể là Sử là chưa có thể là nói thật với anh. Vâng. Đấy nhưng mà hai anh em thì em thì được là người đi học, biết là con trai bao nhiêu tuổi thì mới được lấy vợ, con gái bao nhiêu tuổi thì mới được lấy vợ. Vâng. Đấy, cũng bảo anh Sử nhưng bây giờ thì phải tìm hiểu thật kỹ rồi thì mới đưa ra quyết định sau nhá. Vâng. Đấy cũng mong rằng là em Sử là gặp được một cái người bạn mà hiền, người bạn mà tốt, biết về mà lo lắng mà bảo ban cho em Sử. Thực sự ra em Sử thì là một cái bạn mà rất là hiền của bác ạ. Như cô bác có thể nhìn vào ánh mắt của em thì đã biết là em rất là hiền và rất là ít nói, và có thể là em ấy còn ngại ngùng là không biết nói luôn. Có thể là trong khi nào mà gặp bạn gặp bè thì nó lại khác, nhưng mà trong thời gian khi mà được các bác giúp đỡ như này này, giúp đỡ có hàng tháng thì được bán phạm là giúp đỡ một cái khoản khá là lớn, thì em không có dùng cái số tiền đấy để mà đi vui chơi hay là đi đú đờn theo bạn, chạy theo hò theo bạn, thì cháu Lực cũng nhìn thấy, thì cháu Lực cũng nhìn thấy là em không có cái sự việc nó xảy ra. Còn nếu mà cháu Lực nhìn thấy thì cháu Lực cũng đã cũng sẽ bảo với lại bà là xem xét lại về cái khoản mà chu cấp cho các em. Bây giờ mà có tiền thì các em lại thay đổi, thì điều đấy thì Sử với Hải thì cũng có thay đổi cả các bác. Nhưng bây giờ em Hải thì sang năm sau là lớp 9 rồi, rất là nhanh, chỉ cần vài tháng thôi là em lại tiếp tục là vào học, xong là tầm là gần nửa năm là em lại tiếp tục là kết thúc cái khóa học lớp 9 rồi. Đấy thì nếu mà như được sự đồng hành của các bác là có thể là đưa em Hải đi học đấy ngôi trường mà tới cấp 3 hay là ngôi trường ước mơ của em Hải cả. Bây giờ chỉ có cách là giúp đỡ cho em Hải học, thì sau này là cái cuộc sống của các em là sẽ mới thay đổi các bác ạ. Còn là em Sử thì nghỉ học rất là lâu rồi, em ấy chỉ học đến lớp 1 thôi, thì em đã phải dừng việc học lại và nhường cái sự học hành để cho em Hải tiếp tục là đi học. Cho nên là cũng là phải nói là một người anh mà nhường và rất là hy sinh cho em Hải rất là nhiều. Hôm nay thì cháu Lực cũng lên và chia sẻ, thằng nghe ra hôm nay là lên là gặp em Sử có một cái phần quà cho em Sử đấy, nhưng mà không có gặp em Sử ở nhà cả, thành ra là cháu Lực chưa thể gửi sau, để ngày mai cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ gửi cho em Sử sau các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.